Tôi thân ái kính chào quý vị khán giả. Tập thể dục đem lại nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, chúng ta nên tập thể dục trước hay là sau khi ăn sáng mới là tốt nhất thì không phải ai cũng biết rõ. Có người nói nếu chúng ta ăn trước khi tập luyện sẽ giúp tăng lượng đường huyết, giúp cung cấp năng lượng để bạn tập luyện tốt hơn với cường độ cao hơn. Ngược lại, có người lại cho rằng việc ăn sau khi tập sẽ giúp bạn đốt nhiều mỡ thừa hơn. Vậy tập luyện như thế nào mới là đúng nhất? Câu trả lời sẽ có trong chương trình của Sống An Vui ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đón xem. Ngày 18 tháng 10 vừa qua, một nghiên cứu tại Anh đã chứng minh việc tập luyện trước khi ăn sáng đem lại nhiều điều tích cực. Trong số 30 người nam tình nguyện viên, béo phì hoặc thừa cân, nhóm ăn sau khi tập đốt cháy lượng mỡ gấp đôi so với nhóm ăn trước khi tập. Nguyên nhân là vì nếu tập luyện mà không có năng lượng thì cơ thể sẽ phải dùng đến tinh bột dự trữ. Sau khi lượng tinh bột này bị tiêu thụ nhanh chóng, cơ thể sẽ phải đốt cháy chất béo lấy từ các mô mỡ. Bên cạnh đó, không ăn sáng trước khi tập làm tăng sự đáp ứng của cơ bắp với insulin, kiểm soát đường huyết tốt hơn, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim. Một nghiên cứu khác vào năm 2017 từ trường Đại học Bath cũng tìm ra kết quả tương tự. Nếu tập luyện trước khi ăn, lượng đường huyết thấp hơn giúp họ đốt nhiều mỡ hơn. Một nghiên cứu khác vào năm 2010 cũng đồng quan điểm. Lần này, đối tượng nghiên cứu là nhóm 28 tình nguyện viên nam, năng động và khỏe mạnh. Họ được chia thành 3 nhóm. Nhóm 1 không tập thể dục, trong khi 2 nhóm còn lại phải luyện tập vất vả vào buổi sáng với cường độ chạy bộ và đạp xe 4 lần mỗi tuần. Trong 2 nhóm tập thể dục, một nhóm ăn trước khi tập, còn nhóm kia làm ngược lại. Không có gì bất ngờ khi nhóm không tập thể dục bị tăng cân. Tuy nhiên, trái ngược với nghiên cứu năm 2017, nhóm ăn trước khi tập cũng tăng cân. Chỉ có nhóm tập thể dục khi chỉ uống nước, bụng rỗng có thể giữ vững được cân nặng, đốt mỡ thừa và giữ lượng đường huyết của họ ở mức tốt. Lưu ý chế độ ăn sau khi luyện tập. Nếu bạn lựa chọn để bụng rỗng khi tập, hãy nhớ áp dụng những bí quyết được bộ trượt băng nghệ thuật Mỹ đưa ra để tránh việc các sợi cơ bị phá hủy. Sử dụng 4 quy tắc R trong quá trình hồi phục. Rehydrate, bù nước. Replenish, bù đắp dưỡng chất. Repair, tái tạo. Reinforce, củng cố. Hồi phục bằng cách uống nước hoặc các loại nước thể thao. Trong vòng 10 đến 30 phút sau khi tập, ăn với tỷ lệ 4-1. 4 phần tinh bột, 1 phần đạm chất lượng cao. Đạm có khả năng hấp thụ axit amin cần thiết cao. Một số gợi ý bổ dưỡng cho bạn: sữa chua Hy Lạp ít béo ăn kèm với trái cây, hỗn hợp hạt và trái cây sấy khô, hoặc một quả chuối phết bơ lạc. Tập thể dục mỗi sáng rất tốt cho sức khỏe và nên trở thành một thói quen của bạn. Chế độ ăn sau khi tập luyện cũng rất quan trọng. Bạn đã luyện tập vất vả, lúc này các cơ bắp của bạn gần như đã cạn kiệt. Nếu không bù đắp bằng những thực phẩm giàu năng lượng thì các cơ của bạn có thể bị suy yếu. Dưới đây là những thực phẩm có thể giúp bạn phục hồi sau những buổi luyện tập thể dục buổi sáng và đảm bảo cho một ngày tràn trề năng lượng. 1. Chuối là loại thực phẩm giàu năng lượng. Chuối là lựa chọn lý tưởng cho bữa ăn nhẹ sau khi luyện tập. Các phân tử đường tự nhiên trong chuối nhanh chóng bổ sung năng lượng và tái tạo các tế bào glycogen để tăng cường cơ bắp. 2. Hạnh nhân, giàu chất đạm, mangan, riboflavin và protein. Hạnh nhân là thực phẩm bổ sung năng lượng tuyệt vời sau khi luyện tập. Riboflavin hỗ trợ quá trình sản năng lượng của cơ thể, trong khi mangan và đồng giúp luân chuyển năng lượng, thúc đẩy quá trình thải độc của tế bào. 3. Trứng luộc. Trứng luộc chứa hàm lượng protein, vitamin B, D rất cao, giúp bạn duy trì năng lượng trong suốt cả ngày. Canxi và các axit amin thiết yếu trong trứng giúp bổ sung năng lượng và độ bền cho xương. 4. Bông cải xanh chứa nhiều vitamin K và choline, chất dinh dưỡng đa lượng cần thiết cho hoạt động của mọi cơ quan như gan, não. Bông cải xanh là thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng dù bạn đang áp dụng bất kỳ chế độ luyện tập nào. 5. Rau mầm. Đây là một nguồn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời. Rau mầm chứa rất nhiều enzyme, vitamin, khoáng chất và protein. Các chất dinh dưỡng từ rau mầm được cơ thể hấp thụ một cách dễ dàng. Vì thế, đó là một sự lựa chọn tốt để bổ sung năng lượng sau khi tập thể dục mỗi sáng. 6. Salad trái cây. Các loại trái cây đều rất giàu vitamin và khoáng chất. Chúng không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các bệnh tật khác nhau mà còn là nguồn cung cấp năng lượng lành mạnh rất tốt. Trái cây trộn mật ong sẽ giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng sau khi luyện tập cường độ cao. Thực phẩm không nên ăn vào buổi tối. Bữa sáng quan trọng là dinh dưỡng,
nhưng chúng ta cũng cần ghi nhớ tránh dinh dưỡng từ những loại dầu mỡ, chiên nóng. Những thực phẩm như vậy sẽ khiến chúng ta đầy bụng, khó tiêu cả ngày, ảnh hưởng đến những bữa ăn sau. Và tất nhiên, ăn đồ ăn dầu mỡ sẽ khiến cơ thể không kiểm soát được cân nặng, tăng cân nhanh chóng. Bữa sáng không nên ăn đồ ngọt, đặc biệt là bánh kẹo ngọt. Khi dạ dày đang trống rỗng, việc chúng ta nạp một lượng đường đáng kể vào dạ dày sẽ gây nên tác hại xấu cho đường ruột. Bên cạnh đó, đây cũng là loại thực phẩm gây béo, khiến chúng ta rơi vào trạng thái mệt mỏi. Không nên uống quá nhiều cà phê vào bữa sáng. Mặc dù cà phê là có tác dụng tăng năng lượng nhanh chóng và tác động tốt đối với não bộ, nhưng không nên sử dụng quá nhiều cà phê trong một bữa sáng khoa học được. Không nên ăn đồ ăn nhanh. Không nên ăn đồ ăn nhanh vì không tốt cho sức khỏe. Nhiều mỡ và cáp gây hại cho cơ thể trong việc giữ gìn vóc dáng thon gọn, săn chắc. Tập luyện là giải pháp bền vững nhất giúp bạn giảm cân và giữ cân. Tuy nhiên, luyện tập không đơn giản chỉ là chọn một vài bài tập, tập theo đó và chỉ biết tập như một con rối mà không quan tâm đến các yếu tố ảnh hưởng của nó. Chỉ cần bạn phạm phải một vài sai lầm vào trước, trong và sau quá trình luyện tập buổi sáng, công sức giảm cân của bạn có thể đi tong. Hãy cùng điểm mặt những sai lầm đó là gì bạn nhé. 1. Nhịn ăn vào buổi tối trước khi tập luyện. Nhịn ăn chưa bao giờ được xem là giải pháp hữu hiệu giúp bạn giảm cân một cách bền vững. Muốn có sức tập luyện, bạn phải có năng lượng. Năng lượng này đến từ các bữa ăn của bạn. Sau một đêm dài ngủ dậy với cái bụng rỗng, năng lượng trong cơ thể và lượng đường trong máu sẽ nằm ở mức rất thấp. Bạn sẽ buộc phải giải phóng lượng carbon hydrate dự trữ sâu trong cơ thể, thậm chí cả glycogen để cung cấp năng lượng cho cơ bắp hoạt động. Thế nhưng, chính điều này lại là nguyên nhân khiến bạn có cảm giác thèm ăn, nhất là thèm đồ ngọt điên cuồng để bù đắp lượng glycogen dự trữ đã mất và ổn định lại lượng đường trong máu. Và bạn cũng biết rồi đó, đồ ngọt là con đường ngắn nhất dẫn đến tình trạng tăng cân. Do vậy, thay vì nhịn bữa tối, hãy dùng bữa với các loại thực phẩm lành mạnh như cá, rau xanh, hạt ngũ cốc để chuẩn bị nguồn năng lượng cho sáng hôm sau tập luyện tốt hơn, đồng thời hạn chế cảm giác thèm ăn. 2. Ngủ muộn vào đêm trước khi tập luyện. Giấc ngủ quan trọng với việc tập luyện vì đây là thời gian cơ bắp và các tổn thương được phục hồi. Thêm vào đó, ngủ đủ giấc còn có tác dụng kìm hãm cơn đói vào ngày hôm sau. Khi thiếu ngủ, bạn không những không đủ sức lực để tập luyện mà còn phải chịu đựng cơn đói dai dẳng. Đơn giản là vì thức khuya sẽ làm rối loạn hoạt động của các loại hormone. Hormone leptin và ghrelin sẽ hoạt động mạnh hơn, gây ra các cơn đói và cơn thèm ăn mãn tính. Nếu sau khi tập luyện, cơn đói này thôi thúc bạn phải oanh tạc một lượng thức ăn lớn, thì đó là lúc bạn đang cộng thêm vài cân cho cơ thể mình. 3. Không khởi động kỹ trước khi tập. Khởi động là bước đơn giản nhưng vô cùng quan trọng trước khi bạn tham gia tập luyện bất kỳ bộ môn nào. Khởi động kỹ sẽ giúp bạn làm nóng cơ thể, tăng hiệu quả khi bước vào bài tập chính và giảm tránh các chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra. 4. Tập quá ít. Các chuyên gia khuyên rằng nếu muốn giảm cân, bạn phải gắn bó với một vài bài tập vào buổi sáng ít nhất 45 đến 1 tiếng, bởi vì trong khoảng thời gian đó, cơ thể mới kịp thích nghi và kích thích đốt cháy mỡ thừa. Do vậy, nếu tập với thời gian quá ngắn, bạn sẽ không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào. Thậm chí, nếu bạn tập ít nhưng ăn nhiều thì đây là cơ hội có 1-2 cho việc cân nặng gia tăng. 5. Không uống đủ nước khi tập luyện. Khi tập luyện, cơ thể bạn sẽ mất đi một lượng nước đáng kể. Nếu bạn để cơ thể rơi vào trạng thái mất nước, thiếu nước, gan và thận sẽ hoạt động kém hiệu quả. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình đốt cháy chất béo cũng sẽ gặp trục trặc vì nó có mối liên quan mật thiết tới gan và thận. Ngoài ra, uống đủ nước khi luyện tập còn có tác dụng hạn chế sự gia tăng của chất béo, giúp thải độc, từ đó giúp giảm cân. Do vậy, bạn nên bổ sung ít nhất 250ml nước vào sau giờ tập luyện, ít nhất 30 phút. 6. Ăn quá nhiều tinh bột sau khi tập luyện. Sau giờ tập luyện, bạn hãy kiểm soát lượng tinh bột nạp vào cơ thể trong bữa sáng, vì đây là lúc cơ thể có xu hướng hấp thụ một cách mạnh mẽ năng lượng từ các loại thực phẩm. Nếu cứ nạp thả phanh tinh bột vào thời điểm này, bạn đang vô tình phá hủy thành quả luyện tập của mình. Carbon hydrate tinh chế có thể gia tăng nồng độ insulin và giảm lượng đường trong máu, gây nên các cơn thèm ăn kéo dài suốt cả ngày. Do vậy, hãy chú ý bổ sung protein và chất xơ thay vì tinh bột sau giờ tập luyện buổi sáng bạn nhé. Theo các chuyên gia sức khỏe, thói quen tham gia tập thể dục buổi sáng mang lại rất nhiều lợi ích và vô cùng tốt cho sức khỏe con người.
Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả như mong muốn thì bạn cần có phương pháp tập thể dục buổi sáng đúng cách. Đừng để lãng phí thời gian quý báu buổi sáng khi tập thể dục mà không tận dụng được hết lợi ích của nó mang lại. Vậy, hãy cùng Sống An Vui đi tìm hiểu bí quyết tập thể dục buổi sáng đúng cách được chia sẻ từ các chuyên gia sau đây nhé! Tác dụng của tập thể dục buổi sáng. Khởi động ngày mới bằng các bài tập thể dục buổi sáng là ý tưởng tuyệt vời dành cho người có thói quen dậy sớm. Sau một giấc ngủ dậy, bạn dậy tập thể dục sẽ giúp cơ thể được vận động nhẹ nhàng, các hệ cơ bắp được hoạt động linh hoạt và đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Dưới đây là một số những tác dụng nổi bật của tập thể dục buổi sáng mà bạn có thể dễ dàng nhận thấy. Tập thể dục buổi sáng giúp tăng cường trao đổi chất. Sau 7 đến 8 tiếng ngủ, cơ thể ít được vận động và các hệ cơ quan dường như được ngưng nghỉ. Tập thể dục bằng các bài tập nhẹ nhàng sẽ giúp hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn hoạt động tốt hơn và đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất, lưu thông máu được hiệu quả. Nhờ đó, sau khi tập thể dục thì cơ thể chúng ta sẽ cảm thấy khoan khoái và dễ chịu. Tập thể dục sáng làm sạch phổi, tốt cho hệ hô hấp. Thời gian buổi sáng là lúc không khí trong lành nhất. Mọi hoạt động sinh hoạt, làm việc của con người chưa tấp nập, hít thở bầu không khí trong lành, không khói bụi giúp làm thanh lọc phổi và tạo điều kiện tốt nhất để lá phổi đào thải tất cả các cặn bã, giúp hệ hô hấp phát triển, đồng thời ngăn ngừa các bệnh về viêm phổi, ho. Sáng sớm tập thể dục giúp cơ thể săn chắc và hỗ trợ giảm cân. Khi tập thể dục vào buổi sáng, cơ thể chưa được nạp nhiều chất dinh dưỡng, nên hỗ trợ tốt cho việc đốt cháy mỡ dư thừa và tạo điều kiện để giảm cân hiệu quả. Các động tác tập thể dục khỏe khoắn sẽ giúp làm săn chắc cơ bắp, cơ thể chắc chắn hơn. Ngoài ra, khi tập thể dục vào sáng sớm, cơ thể sẽ sản xuất ra loại hormone giảm sự thèm ăn. Điều này rất tốt cho người có nhu cầu giảm cân nhanh chóng. Tập thể dục buổi sáng giúp tinh thần vui vẻ, giảm stress. Khi cơ thể được vận động vào sáng sớm, ngoài tiết ra hormone giảm sự thèm ăn, thì nó sẽ tiết ra loại hormone khác có tác dụng làm tinh thần vui vẻ, sảng khoái. Nhờ đó, mọi căng thẳng và phiền muộn đều được tan biến đi. Những người tập thể dục vào buổi sáng luôn cảm thấy vui vẻ, lạc quan hơn những người không tập thể dục lúc sáng sớm bao giờ. Hơn nữa, khi tập thể dục còn giúp máu lưu thông tốt hơn, nên da dẻ sẽ căng hồng, rạng rỡ hơn và giúp bạn trẻ lâu hơn. Ba bài tập thể dục buổi sáng tràn đầy năng lượng. Hãy bắt đầu một ngày mới bằng các bài tập cardio đơn giản. Thậm chí, chỉ với 15 phút chạy bộ, bạn đã có thể bơm máu và vận chuyển oxy cho các bộ phận của cơ thể nhiều hơn. Từ đó, tim của bạn cần phải bơm và nhận máu liên tục. Đây cũng là một cách giúp luyện tập cho cơ tim khỏe mạnh và phòng tránh các bệnh liên quan đến tim mạch. Huấn luyện viên cá nhân Jen Cassetti ở New York cũng khuyên rằng những bài tập thể dục buổi sáng, ngoài việc giữ cho cơ thể săn chắc, còn giúp não hoạt động tốt hơn. 1. Uốn cong lưng. Đứng hai chân rộng bằng vai, đầu gối cong nhẹ, hai tay đặt đằng sau đầu. Hạ thấp lưng, uốn cong về phía trước cho đến khi lưng của bạn song song với mặt đất. Giữ trọng lượng ở gót chân và hông, sau đó trở lại vị trí đứng ban đầu. 2. Wong Angel. Động tác này được sáng tạo bởi nhà vật lý trị liệu Jane Anderbeck. Đây thực sự là bài tập hiệu quả đối với người đã và đang bị gù lưng. Nếu có cấu trúc xương sống bình thường, tập động tác này sẽ không cảm thấy gì, còn ngược lại sẽ khá đau đớn. Lần đầu có thể sẽ khá đau. Tuy nhiên, thường xuyên tập động tác Wong Angel sẽ giúp bạn giảm đau lưng rất hiệu quả. Đứng sát vào tường, đầu gối hơi trùng, lưng, đầu, mông ép sát vào tường. Hai cánh tay đưa lên cũng áp sát vào tường, song song với sàn nhà. Từ từ di chuyển cả hai tay lên trên đầu, quan trọng là các vị trí tiếp xúc với tường nói trên vẫn phải giữ nguyên. 3. Side crunch. Bạn phải ngồi văn phòng thường xuyên, theo thời gian sẽ tích tụ mỡ bụng. Với động tác nghiêng lườn dưới đây, chẳng những giúp bạn bắt đầu một ngày làm việc sảng khoái mà còn là một trong những bài tập thể dục giảm mỡ bụng hiệu quả. Ngồi thẳng lưng trên ghế, hai bàn tay đan chặt đưa về sau gáy, hai chân đưa rộng bằng vai, từ từ nghiêng người về phía bên trái, ngực ưỡn, lưng thẳng, hít vào. Thở ra, từ từ đưa người trở lại vị trí ban đầu, hít vào và nghiêng lườn sang bên phải. Tương tự như ở bước 2, trở về tư thế ban đầu, thực hiện động tác 20 lần. Đúng là tập luyện ở trạng thái nhịn ăn giúp đốt cháy nhiều chất béo hơn trong quá trình tập luyện. Nhưng tập thể dục sau khi ăn sáng dẫn đến quá trình oxy hóa chất béo cao hơn trong khoảng thời gian 24 giờ.
Trạng thái tốt nhất là những gì phù hợp với lối sống của bạn. Nếu bạn tập luyện cuối ngày, có thể sẽ tốt hơn nếu đã ăn gì đó vào bụng. Do vậy, chỉ việc lựa chọn cách mà phù hợp với bạn nhất. Lưu ý khi đã ăn, hãy nghỉ khoảng 15 phút rồi bắt đầu tập luyện.